Và vì Jerusalem tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Đấng Công Chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu Độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng Công Chính của Ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miệng quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. Ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là kẻ ta ưa thích, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư. Vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư. Như thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi. Như người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa. Ta được ơn chữa bệnh trong cũng một thánh thần đó.
Có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí. Có người được ơn nói nhiều thứ tiếng, người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một thánh thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như người quy định. Đó là lời Chúa. Ta và người hiện diện ở giữa họ
để đem cho họ niềm vui và bình an. Chúa Giêsu hiện diện với những người đám cưới, hoặc là Ngài cũng hiện diện với những người có những chuyện buồn trong đám tang, là những sự kiện rất đổi bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Và người đến tiệc cưới để chúc lành và làm cho niềm vui của cô dâu chú rể được tăng thêm, được trọn vẹn. Đó là ý nghĩa mà Ngài muốn chia sẻ cuộc sống của Ngài qua những công việc cụ thể. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trở lại trong bài đọc 1, chúng ta thấy sách tiên tri Isaiah, tác giả đã chiêm ngưỡng một tương lai huy hoàng và hân hoan vui mừng như một tiệc cưới. Dân Israel đã hết, sẽ hết thời khổ nhục và tan chế. Có nghĩa là dân Israel đã bị lưu đày ở Babylon, đã lưu đày một thời gian rất lâu dài, và đây đã được Thiên Chúa hứa ban đem dân Israel trở về đất, gần là đất Chúa hứa màu mỡ, đất chảy sữa và mật ong. Điều đó nói lên là dân chúng rất hân hoan vui mừng, để rồi cái dân tộc này và đã được Chúa ra tay cứu giúp và sẽ can thiệp vào những nỗi những đau thương của dân tộc, và tất cả những điều mà buồn khổ trở nên niềm vui. Như trong bài đọc chúng ta nghe, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đây là có thể là niềm vui của một dân được giải thoát, được giải thoát sau một thời gian dài của nô lệ. Không chỉ nói riêng của người dân tộc Do Thái, ngày hôm nay ví dụ chúng ta bị Covid, thì chúng ta lockdown trong một tuần 10 ngày, chúng ta không tiếp xúc với ai, thì sau cái thời gian lockdown thì tâm hồn chúng ta cảm thấy vui mừng hân hoan vì chúng ta được giải thoát khỏi căn bệnh. Và điều đó để nói cho chúng ta thấy rằng thời gian chúng ta không được tự do là thời gian chúng ta rất đau khổ và buồn phiền, là thời gian mà chúng ta cảm thấy rằng mọi người xa lánh, cảm thấy rằng Thiên Chúa cũng không còn ở chúng ta. Nhưng trong bài đọc mùa hôm nay, và mỗi người chúng ta, Chúa nói với mọi người chúng ta hãy vững tin vào Đức Chúa và chính Đức Kitô giáo. Và chính đức tin Kitô giáo đã nhận ra trong lời ngôn sứ là lời tin báo và lời Ngài đã nói với chúng ta. Đức Giêsu Kitô đã đến để khai mở thời thiên sanh cho muôn dân mong đợi. Và người được sánh như là chú rể trong tiệc cưới. Và tiệc cưới cũng là hình ảnh diễn tả một mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và thời đại cũng đã qua, và thời thiên sai đã khai mở. Thời đại cũ vô vị như nước lã, thì thời đại mới nồng nàn như rượu thơm. Dấu lạ ở Canaan vừa đem lại cho niềm vui cho cô dâu chú rể, vừa là niềm vui lòng thực khách và chính thế giới ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong tin mừng chúng ta thấy, nghe thấy một cái cụm từ chàng rể cũng là được nhắc tới trong tin mừng hôm nay, nhất là trong tin mừng Gioan. Chúa Giêsu là đấng muôn dân mong đợi, người đến trần gian để nối kết con người với Thiên Chúa. Và Thánh Gioan Tẩy Giả khi nói về Chúa Giêsu, Ngài cũng đã dùng đến hình ảnh chàng rể, và ông khiêm tốn nhận mình là người phù rể. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Nhân loại mỗi người chúng ta đón nhận Người và chờ đón Ngài như là một chàng rể của hôn lễ. Đây cũng là một viễn cảnh trong tương lai, khi lịch sử nhân loại đến hồi kết thúc, nhường chỗ cho trời mới, đất mới, và được diễn tả như một tiệc cưới của chiên con. Lúc đó vinh quang Chúa và bao trùm tất cả, và niềm hân hoan sẽ tràn ngập vũ trụ. Và trình thuật của Thánh Gioan làm nổi bật vai trò của vệ và sự tinh tế của Đức Maria. Phép lạ là sẽ đến do quyền năng của Thiên Chúa,
và với sự cộng tác những người gia nhân làm theo. Và ngày hôm đấy, qua lời khuyên của mẹ Maria thì nói với những người quản gia rằng: người bảo gì thì các anh hãy làm theo. Ngày hôm nay, Đức Mẹ vẫn đang hiện diện trong đời sống của chúng ta để can thiệp và cứu giúp chúng ta với tình mẫu tử. Đức Mẹ luôn luôn hướng dẫn và giúp chúng ta thực hành lời Chúa. Như xưa, Mẹ đã cùng với con của Mẹ đã đi hết hành trình trên trần gian thế này. Mẹ cũng đã suy nghĩ, chiêm niệm những lời Thiên Chúa đã dạy bảo, và Mẹ đã nói lời xin vâng. Đó chính là những kết nguyện hợp của Mẹ trong đời sống. Đó là chính là bí quyết để giúp cho Mẹ và những điều mà xảy ra là một cách lạ lùng trong đời sống. Thế nên chúng ta tham dự thánh lễ hôm nay cũng cầu nguyện, cầu xin với Thiên Chúa qua lời Mẹ Maria ban cho chúng ta sự bình an, niềm tin, tín thác vào Thiên Chúa. Bởi vì có Thiên Chúa là có niềm vui, có ở với Mẹ, Mẹ nâng đỡ bổ sức. Mỗi người chúng ta thinh lặng trong giây lát, chúng ta chiêm niệm lại đời sống của chúng ta, rồi chúng ta khẩn khoản xin Chúa ở với chúng ta luôn mãi. Và đưa Chúa chúc lành như đôi tân hôn ở tiệc cưới Cana. Xin mời chúng ta đứng và dâng lên kinh tình kính. Thành rượu nồng của niềm tin mến Chúa nơi mọi người.
và vĩnh viễn cho mình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời kêu cầu. Ngài bảo sao hãy làm thế. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết quan tâm đến những lời Chúa truyền, vì đó là những giáo huấn đem lại ơn cứu rỗi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời kêu cầu. Trong thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta thinh lặng trong giây lát, chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện riêng tư của chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng những ân điển khác nhau Chúa ban cho mỗi người là để xây dựng hội thánh. Vì thế biết giúp nhau làm trên đời những hạt ân huệ đó, họ làm vinh danh Chúa vào mũi cho các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng con đã làm ban cho chúng con ban ngày lửa hoa bằng trong đất và lá vương của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh thường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tôi đưa ra ban cho chúng con hôm nay là sáng mắt được cây nhau để làm công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của thiên linh cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện đi, như lời của tôi cũng là của anh chị em. Và Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhân. Xin Chúa nhận đi lễ bởi tay cha, để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương giúp công đoàn tên đều chúng con thử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Mỗi khi chúng con dâng lên tưởng niệm của cơ hình của Đức Kitô là chúng con được thương ơn cứu chuộc của người, người hằng sống và hiện trên muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là xứng đáng. Lạy Chúa là Cha chúng ta là Thiên Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc để Đức Kitô Chúa chúng con. Ta là chiến đen khỏe đỡ và đang là cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, người đã chấp nhận hy sinh bởi Đức Chính Nữ, đã chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ coi chết sống lại, người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và công lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên vua chúng ta, con không ngừng hát bài ca chúng cùng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn các từ đến nhân dân Chúa, hoan hô. Lạy Chúa, chúng ta là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa đủ ân tâm lực cho ta nói những vua lên này để trở nên cho chúng con mình và mau đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy lâm tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này làm thầy sẽ bị nộp vì các con.
Đây là một niềm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lạy truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhân con Chúa chịu chết và sống lại, chúng ta đi lên Chúa ban trưởng sinh và trên cô đồ này và ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con để xin đem thỏa thân trước tôn nhan và Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi tâm của mình vào mau đến Kitô để quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin như đây ngồi tại Chúa lan rộng các hoàn cầu để kiện toàn hội thân trong nước men cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Anthony chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiền nhiên trong thánh lễ này. Xin Chúa chấp nhận những ý nguyện ước nguyện mà chúng con dâng lên Chúa, cầu bình an cho gia đình và tạ ơn trên Chúa. Xin cũng nhớ đến linh hồn Phaolô, linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang có nghỉ trong niềm hy vọng sống lại của mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng thân thuộc chúng con đã liên cận trong tình thương của Chúa. Xin cho hai tay đường và hương an sang tôn nhân Chúa. Chúng con đã xin Chúa thức sắp tất cả chúng con cho chúng con đứng đẳng hương sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, thân cả Du Xe và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thân tốc độ, các thân tình đạo Việt Nam và toàn thể các thân đã sắp đẹp lòng Chúa con mọi thời đây. Cùng với các ngài chúng con đứng ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người và bao nhiêu như và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự nhân của Chúa thân thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế và ta thể thương người dạy chúng ta dâng nguyện rằng lạy Oh, God.
Xin báo đến Chúa Giêsu Kitô nhiều nhiều con và ban cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa mở trong bí tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao ước Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể thương Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được ước Chúa thật. Con xin non trước Chúa cùng kết hợp làm một với Chúa cho tròn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và mau thánh Đức Kitô, con một Chúa là nguồn mạch và sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em ra về bình an. Thương xót chúng con, lấy trái tim cực thanh cực tình đến thánh Đức Bà Maria.